chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món tráng miệng từ chuối. Hôm trước thì Dâu có chỉ mọi người làm món sinh tố chuối rồi đúng không? Thì hôm nay Dâu sẽ chỉ mọi người làm món chuối xào dừa nha. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có chuối. Chuối này là chín rồi nha mọi người nhé, mua cái loại chuối này nha. Chuối này Dâu không biết tên là chuối gì, nhưng mà mọi người lựa cái chuối mà nó mập mập á, giống như thế này nè, uống như thế này, dễ thương như thế này. Nước cốt dừa nha mọi người, cái này mình mua nước cốt dừa nó vắt sẵn ở ngoài chợ luôn. Đậu phộng rang, hành lá nha mọi người, và cuối cùng là một ít bột năng. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt chuối ra làm đôi nha mọi người. Cắt xong thì chúng ta sẽ bỏ lên lò nướng luôn nha. Nếu nhà mọi người không có sẵn bếp điện như mình thì mọi người có thể sử dụng bếp ga, bếp than hoặc là bếp điện từ cũng được nha. Cái nào cũng được hết, chỉ cần mọi người để cái dĩ lên cho nó sạch sẽ thôi. Bếp than thì mọi người không cần chỉnh lửa tại vì than nó đã hồng rồi. Còn bếp ga thì mọi người nhớ chỉnh cho lửa liu riu nhỏ thôi, không thì chuối nó sẽ bị cháy á. Mình sẽ nướng sao cho chuối nó khô ráo và vàng đẹp như thế này nha mọi người. Chuối sau khi mình nướng xong thì mình sẽ bỏ sẵn ra dĩa như thế này luôn để chút mình trang trí luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xào dừa nha. Chúng ta sẽ bắt một cái nồi và cho một ít dầu ăn vào nha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ bỏ hành lá vào xào nha mọi người. Sau khi xào sơ hành lá thì chúng ta sẽ tiếp tục bỏ nước cốt dừa vào luôn nha mọi người. Mình sẽ cho một tí muối để nó dằn cái vị lại nha mọi người. Một tí đường. Hồi nãy mình có bỏ bột năng đó nhưng mà mình quên quay với mọi người rồi. Mọi người nhớ bỏ bột năng vô nha, vì nó mới sệt được như thế này. Nước dừa sau khi đã chín rồi thì mình sẽ bỏ ống vani vào cho nó thơm nha mọi người. Dĩa chuối nướng hồi nãy mình đã chuẩn bị rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ trang trí lên nha, mình sẽ rưới nước dừa lên ha. Đậu phộng mình giã nhuyễn rồi mình rải lên luôn nha mọi người. Ta-da! Vậy là món chuối xào dừa của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Vậy là mọi người đã có thêm một món tráng miệng làm từ chuối thêm vào list của mình rồi đúng không nè. Món này cực kỳ nhanh luôn á mọi người. Chỉ cần nướng chuối rồi xào nước cốt dừa rồi mình trang trí mình ăn thôi. Món này thì mình không có thấy bán ở ngoài đường nha. Bạn nào nếu là thấy cái món này ở ngoài đường bán thì mọi người nhớ comment giùm mình nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thành công với món chuối xào dừa nhé. Đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người biết món nào hay hay thì mọi người comment bên dưới để Dâu nấu nha.